phân biệt các loại chung cư cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản, ngày càng xuất hiện nhiều loại hình căn hộ nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người sử dụng. Tuy nhiên, bạn có phân biệt được các loại căn hộ không? Sau đây là 8 loại hình căn hộ phổ biến tại Việt Nam hiện nay. 1. Căn hộ thông thường. Đây là loại hình căn hộ điển hình phổ biến nhất. Một căn hộ thông thường có thiết kế và diện tích đa dạng nhưng đều có đủ các phòng chức năng phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt hàng ngày. 2. Căn hộ studio. Căn hộ studio là những căn hộ có diện tích nhỏ, phổ biến từ 25-40m². Đặc điểm nổi bật là không có vách ngăn giữa các khu vực chức năng như phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng tắm. Căn hộ studio phù hợp với người sống độc thân, vợ chồng mới cưới. 3. Căn hộ Officetel. Căn hộ Officetel là sự kết hợp giữa hai chức năng là nơi ở và văn phòng. Các căn Officetel có diện tích khoảng 25-50m², phù hợp với các công ty nhỏ, doanh nghiệp startup để làm việc và ở lại. 4. Căn hộ Condotel. Condotel là loại hình căn hộ kết hợp khách sạn, được thiết kế như một căn hộ nhưng có chức năng như phòng khách sạn phục vụ nhu cầu của khách du lịch nghỉ dưỡng. 5. Shophouse. Shophouse hay căn hộ thương mại nằm ở khối đế của các tòa căn hộ chung cư, là nơi kinh doanh các loại hình dịch vụ thương mại phục vụ cư dân chung cư và khách vãng lai. 6. Căn hộ duplex. Duplex hay căn hộ thông tầng có thiết kế thông tầng giữa ít nhất 2 tầng trở lên trong tòa nhà, có cầu thang ngay bên trong căn hộ. 7. Căn hộ dual key. Dual key là loại hình căn hộ có chung cửa ra vào nhưng bên trong được chia thành hai lối vào riêng biệt như hai căn hộ độc lập. Căn hộ dual key phù hợp với gia đình đa thế hệ sinh sống hoặc kết hợp vừa ở vừa cho thuê. 8. Căn hộ penthouse. Căn hộ penthouse nằm ở tầng trên cùng của các tòa chung cư, có diện tích rộng lớn, thiết kế mở nhằm tận dụng lợi thế tầm view. Penthouse có số lượng giới hạn, vị trí và thiết kế đặc biệt nên thường có giá cao hơn hẳn các căn hộ cùng tòa. 9. Căn hộ sky villa. Sky villa hay biệt thự trên không là sự kết hợp giữa biệt thự và căn hộ, tạo nên không gian sống trên cao sang trọng, đầy đủ tiện nghi như hồ bơi, sân vườn và tầm view rộng mở. Đôi khi căn hộ sky villa còn có thiết kế thông tầng để tối ưu không gian và tầm nhìn. Với sự xuất hiện của các loại hình căn hộ mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua và nhà đầu tư, căn hộ được đánh giá sẽ tiếp tục là loại hình bất động sản giàu tiềm năng phát triển. Hãy đăng ký kênh Nhà Tốt để cập nhật những thông tin mới nhất về bất động sản nhé. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.